chưa có cái thang máy lại, chưa có cái đường lên. Khu đây quay phim rất là đã nè. Đây là trên sân thượng nha, chứ không phải dưới đất nha. Đây nữa, chưa không có đường lên kia, kiếm đường lên thưa các. Đây chỉ là mới trên cái sân thượng của tầng 1 nha. Phi vu. Cái kia là để đi thang máy kìa. Không. Nó làm thang máy đó. Coi chừng cái đường lên nó nằm bay như nè. Bên kia là không có đường lên vậy đó. Nó phải có cái đường lên nó mới lên nó xây được chứ. Đây. Đúng. Quá nguy hiểm. Ấy da. Trời. Quá biết. Ê. Bánh mì ở đâu đây? Thôi đi kiếm ở dưới đây. Vùng hoang sơ mà. Mẹ đi lên thì thấy chỗ nào cũng có cầu thang thôi. Nãy ở dưới lên à, cầu thang quá trời kìa, cầu thang quá trời luôn rồi. Lúc ở dưới kiếm cầu thang lại không ra. Cái đường ống nhựa đây là để thật dây điện nó xe nó bỏ rồi. Phí này gần tối lại ngủ khỏi ở nhà trọ. Mày buồn tắm không có nước. Ở trên này xe khó hiểu vậy ta. Trên này xe khó hiểu kìa. Làm ở trên này giống như là cái phòng ở không, giống như cái phòng ở nè, một cái phòng nhỏ nè không đó. Rồi cái bây giờ như là cái toilet hay là cái buồng tắm và cầu thang cái gì á. Ừ, đang này hai thằng máy người ta. Đúng rồi, này hai thằng máy nè. Đây một thang xuống. Một cầu thang đi xuống. Đúng rồi. Cái này nhà ở. Rộng ghê. Chưa xuống tầng rồi. Đây mới tầng 2. Xuống tầng rồi. Nó cứ thôi. À, tưởng không có người hả? Người dế hả? Có ai nuôi con gì nè? Ông hay con gì ta? Con gì cháy cái xác nè? Con gì đấy chơi? Không biết con gì luôn. Dân có mùng. Nuôi trong này. Đây là ở dưới đất này này nha. Cái này ở dưới nó giống như là cái khách sạn á. Kiểu vậy. Còn đây là cái hầm giữ xe mà. Cái này không đá quá đỉnh luôn nè. Xe mà nước ngập đỉnh luôn. Ai muốn tắm mà xuống đây tắm nè. Có cá luôn. Đảm bảo như đây cất dinh nước đá nhiều lắm nè. Có cá kìa. Quá rộng. Đây, anh em đang chuẩn bị tinh thần chiến đấu.
xung quanh là một bãi cỏ rất là rộng luôn.